tối mùng 7 tháng 10 tại sân vận động Việt Trì, đội tuyển U17 Việt Nam đã bước vào trận đấu thứ hai tại vòng loại U17 châu Á 2023 gặp đối thủ là U17 Nepal. So với trận thắng Đài Bắc Trung Hoa, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn có 3 sự thay đổi ở đội hình xuất phát khi đưa thủ môn Phạm Đình Hải, Ngọc Hưng và Vi Đình Thượng thế chỗ Bảo Ngọc, Lê Phát và Quốc Trung. Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, U17 Việt Nam đã nhập cuộc đầy hứng khởi và có được bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 7 sau pha dứt điểm đẹp mắt của đội trưởng Nguyễn Công Phương. Chỉ 5 phút sau, Bùi Hoàng Sơn tiếp tục tung cú đánh đầu hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho U17 Việt Nam. Sau hai đòn phủ đầu của U17 Việt Nam, sự chênh lệch đẳng cấp của hai đội càng được thể hiện rõ rệt khi ở những phút tiếp theo, Vi Đình Thượng và Lê Đình Long Vũ tiếp tục ghi bàn thắng đẹp mắt để khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn 4-0 cho đội chủ nhà. Bước sang hiệp 2, U17 Việt Nam thay nhiều trụ cột như Công Phương, Hoàng Sơn ra nghỉ để bảo toàn thể lực, nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ tốt thế trận và chiếm thế chủ động, không để đối phương có cơ hội gây nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Đình Hải. Sau nhiều cơ hội, U17 Việt Nam đã có bàn thắng thứ 5 ở những phút bù giờ do công của Huỳnh Văn Danh. 5-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng đậm giúp U17 Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng sau hai lượt trận với 6 điểm tuyệt đối, ghi 9 bàn và chưa để thủng lưới bàn nào, xếp trên U17 Thái Lan nhờ hiệu số tốt hơn. Ở lượt trận cuối, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn chỉ cần hòa Thái Lan là chắc chắn có được vị trí đầu bảng để giành quyền lọt vào vòng chung kết U17 châu Á.